Ngày 24 tháng 1, tại nút giao IC7 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, việc sửa chữa thảm lại nhựa bê tông mặt đường đã hoàn thành. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung sơn kẻ vạch, chỉ dẫn và sửa chữa phần lan can. Nhiều vị trí hư hỏng khác cũng đã được sửa chữa. Trong khi đó, ghi nhận trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 244 km, chất lượng mặt đường khá xấu và xuống cấp sau gần 10 năm khai thác. Phần lớn mặt đường xuất hiện các vết hằn lún, nứt vỡ, tạo tiếng ồn, nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều khe có giãn mặt cầu đã hỏng, gây rắn sóc nhưng chưa được sửa chữa. Đầu tháng 1 vừa qua, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC thông tin sẽ quyết định tăng phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai với mức tăng 12% bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Đa số lái xe đồng tình việc tăng phí và đề nghị việc tăng phí phải đi đôi với đảm bảo chất lượng, an toàn trên tuyến cao tốc này.